Nghe xuân sang thay trong lòng em chưa? Hello bà già, sắp Tết chưa bà già? Hello gì hello, đang đau đụng chết đi đè. Kiếm chỗ đi mua nội thất mà chỗ không biết cái chỗ nào mà nó vừa chất lượng hết trơn á. Mệt chết luôn á. Sắm mới có bộ bàn ghế à, chưa sắm được gì hết trơn á. Trời ơi, có gì đâu mệt bà. Tôi biết chỗ này nè, đi, bà đi theo tôi dắt bà đi mua, đi. Đi đâu? Đi mua nội thất, đi. Đi, đi. Ú à, hết hồn chưa bà già? Sale 38% nè bà. Ủa, sale 38% luôn. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Nó đây nè, đi vô đây với tôi. Đi vô đây mua nội thất với tôi. Đây. Bảo sale cuối năm mừng xuân Quý Mão, nội thất Sơn Đông khuyến mãi siêu đại lớn nhất trong năm và tổng mức giá trị giảm giá lên đến là 38% và được áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023. Và đối với những mặt hàng có sẵn thì được giảm ngay tất tần tật là 15% cho tất cả những hệ thống toàn quốc của nội thất Sơn Đông và sẽ giảm thêm 5% nữa nếu quý khách thanh toán trong vòng 3 ngày. Và chúc mừng 3 vị khách may mắn đầu tiên sẽ được giảm ngay thêm 3% nếu đến mua hàng vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 này. Và riêng những khách hàng VIP, siêu VIP và super VIP được giảm giá trị tương ứng như là 10, 12 và 15%. Đối với những mặt hàng không có sẵn, giảm ngay 8% cho quý khách hàng nào thanh toán hóa đơn là 50% trên tổng giá trị đơn hàng và giảm 13% cho quý khách hàng nào thanh toán 100% hóa đơn trước. Đặc biệt đối với những khách VIP, siêu VIP và super VIP, chúng ta sẽ giảm cộng dồn thêm 2, 3 và 4%. Và chưa dừng lại ở đó, Sơn Đông còn có chương trình khuyến mãi hưởng ưu đãi kép. Ví dụ một bộ bàn ghế đây là sản phẩm chính. Nếu chúng ta mua một bộ bàn ghế và kèm theo đó là một chiếc tủ rượu thì sản phẩm chiếc tủ rượu này sẽ được giảm giá thêm là 5%. Và mọi người ơi, còn chần chờ gì mà không ghé ngay địa chỉ 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để sắm cho mình những món nội thất ưng ý. Và điều hiển nhiên là sẽ được giảm ngay những mức giảm giá vô cùng hấp dẫn. Và đừng quên gọi ngay số hotline 0869018768 để em được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.